Rồi trước tiên là cô cho con biết tên của cô ạ. À, tôi tên Hồ Bảo Phi Phượng. Dạ, cô Phượng hiện tại là ở tỉnh nào cô? Ở đâu cô? Cô ở Grand Rapids, Michigan, ở Mỹ. Ở Mỹ. Dạ. Hôm nay cô Phượng kết nối là để kiếm ai cô ha? Cô kiếm người em trai tên là Hồ Bảo Yên Quốc, sanh năm 1963. Thất lạc nhau năm nào cô? Không, em cô năm 1977 đi vượt biên, là đi qua Pháp, rồi sau đó qua, nghe nói qua tới Mỹ. Rồi là cô không biết, từ từ năm 77 tới giờ là cô chưa từng gặp. Nhưng mà rồi đi có thành công không? Chuyến đi có thành công không? Đi 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 qua ở Pháp, rồi đi Có qua đi ở qua Mỹ. Pháp rồi. Và có biên thơ này kia về hả cô hả? Nghe nói có liên thờ lạc lúc cái đó ở Việt Nam là có thơ về. Vậy là mình xác định rằng là chú đi thành công phải không cô? Yes. Và theo cô nghĩ thì chú có thể là chú đang có thể sinh sống ở nước nào, mình có đoán được không? Hay là có ai liên quan không? Có thể cuối cùng là ở Mỹ đây. Chú sinh năm 1963 hả cô? Vậy là năm nay 51 tuổi hả cô? Là 61 tuổi No, hả? 61 tuổi. 61 tuổi. Và cô có hình của chú không cô hả? Có, chút nữa cô đưa hay là muốn gửi giờ? Đương nhiên là phải kết thúc cuộc gọi thì cô mới gửi được chứ. Hình là hình nhỏ thôi chứ còn hình lớn không có. Rồi, vậy ba mẹ của chú Quốc là tên gì và có gồm bao nhiêu anh em, chị em, cô đọc giùm con. Có. Ba là ông Hồ Bảo Định. Rồi mẹ là Phạm Thị Hà. Có bốn chị em, tôi là Hồ Bảo Phi Phượng, rồi Hồ Bảo Yên Quốc, Hồ Bảo Phi Oanh, rồi Hồ Bảo Yên Lân. Con nghĩ là nếu mà chú bình an thì chú nghe được câu chuyện này thì chú cũng nhận diện ra, vì chú lúc đó là chú cũng gọi là trưởng thành rồi, nên là cũng hy vọng là chú bình an để nghe được câu chuyện này. Có ai lên tiếng thì con sẽ báo cho cô hay nha cô nha. Cái điều của cô nói là vậy, chỉ trừ khi là người ta không muốn tìm mình thôi. Còn nếu người ta muốn tìm mình thì về gia đình cô ở đây đã 33 năm rồi thì rất là dễ liên lạc. Nhưng mà bây giờ cô cũng không biết sống chết làm sao á. Cho nên cô muốn cộng đồng mạng, nếu ai biết được á, thì cho cô hay cái tin tức của nó. Vậy thôi. Trường hợp mà người ta không muốn nhìn mình thì người ta không tìm tới. Còn nhưng mà nếu ai biết cái tin tức gì thì cho cô hay giùm. Thì cô xin hậu tạ cho cộng đồng mạng 1.000. Còn chuyện cô với Tuấn Vĩ là cô sẽ nói trong phone riêng. Ok. Con cũng không không có quan trọng việc đó đâu, tìm được người là trên hết đó cô. Dạ cô hiểu mà, cô coi chương trình này cô biết rồi. Nghe cô chia sẻ, nghe cô tâm sự thì chắc là cô cũng có nỗi niềm và đôi khi cũng cảm thấy nó hơi hơi gọi là hơi 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 buồn chút về cái tình chị em hả. Nghe cô dùng là nếu họ muốn liên lạc thì là em ruột thịt của mình, mà nghe nói vậy Không thì cũng phải, hơi tại buồn vì ha. khi đó mấy chị em ở chung á, rồi thời đó đi vượt biên là khổ lắm, giấu giếm dữ lắm, cho nên người mẹ của tôi mới đem đi một cái bất ngờ thôi. Đứa con nít nào lúc đó nó 14 tuổi, nó không đâu biết gì, thành ra có lẽ vậy mà nó không không được vui hay gì đó, mình không hiểu. Nhưng mà không biết là có người em có gặp được hay không thì tôi cũng không biết. Em gái tôi á, cô em đó là ở Florida, mới là cho tôi biết cái chương trình này, mượn tôi là đi đi kiếm giùm, kiếm Tấn Dĩ giùm một ai. Mình nghĩ vậy, tại vì nếu mà gia đình tôi ở đây có địa chỉ đồ hết, có tên tuổi đồ cũng bỏ lên nhiều lắm rồi, nhưng mà không có nghe ai nói cái gì. Còn nếu người ta mà tìm được thì rất là dễ, chỉ cần đánh lên là biết số nhà, biết tên tuổi. Cái tên của tôi cũng cũng không phải mà đông người có, thành ra
À, vậy là ý ý cô nói là có thể là do người mẹ không có cung cấp thông tin cho ảnh, hoặc là người mẹ quản lý này cái ảnh chứ không có chủ Không tâm có, tâm kiếm hả? không phải vậy, ý như là đem nó đi vượt biên á, nhiều khi nó không thích hay sao á, chứ dụ chủ yếu gia đình kiếm nhiều chứ, gia đình mong lắm á, mấy mấy chục năm mà Vậy là thì lúc lúc đi là ảnh đi với ai cô? đi có mình à, đi vượt biên mà 77 lần mà cho 577 là khó khăn lắm, đi cái đó đâu phải dễ dàng đâu, rồi giấu lén dữ lắm. Trong nhà cũng không biết luôn, nó đi là âm thầm đi vậy thôi. Vậy lúc đó là ảnh là 14 tuổi cô ha. Nhiều khi nó cũng không biết cho tới khi nó đi khỏi nhà nữa, cũng muốn chọn con đường tốt cho thôi, nhưng mà nhiều lúc mình không suy nghĩ ra, mình không hiểu chuyện gì. Thôi được rồi, thì con ghi nhận cái thông tin vừa cô vừa chia sẻ, thì cũng mong mong là chú hoặc là những người xung quanh bạn bè của chú này kia thì có nghe được, thì có ai lên tiếng thì con Dạ báo cho đúng cô rồi, hay. đúng Dạ rồi. dạ dạ rồi dạ Để nha cho cô cô nói nha. luôn cái trường hợp thứ hai được không Tấn Dĩ? Dạ cô nói Cô đi cô. nói luôn trường dạ hợp thứ dạ hai đi, tại khó dạ gặp lắm. dạ Thứ hai là cái cô Mai Mái này, cổ tên Mai nhưng mà cổ gọi là cô Mái, thì đó biết vậy thôi. Cổ là em của chú Sang ở Hạ Sơn Bình. Cổ có à người chú Sang thì có người con trai tên là Sáng. Thì dạ gia đình của cô cũng muốn tìm cô Mai đó, vậy đó. dạ Rồi và xin hậu tạ cộng đồng mạng 500. dạ gia đình mình có quan hệ như thế nào với cô Mai đó ạ? À chỉ là lúc đó năm 75 rồi, cổ từ miền Bắc vô rồi quen biết rồi thân thiện ở trong gia đình đó, thì bây giờ mình đi Mỹ rồi, mình lắc lạc lâu rồi muốn tìm. À, và cái thời điểm đó thì cô Mai ở đâu? Nhà của cô ở Biên Hòa, ở À, cô ngay rạp Mai. hát Biên Hùng. Cô là ở rạp hát Biên Hùng, bìa thành phố Biên Hòa. À, vậy hả cô hả? Dạ. Rồi có người em của cô Mai là chú Sáng hả cô hả? Không, anh của cổ. À, anh của cô Mai là chú Sáng. Dạ. Chú Sang, có đứa con trai tên Sáng. À, chú Sang có đứa con trai tên Sáng. Ở Hà Sơn Bình. Quê quán ở Hà Sơn Bình. Rồi trong gia đình Tại của vì cô Mai. nói vậy đi, tại vì nói vậy đi, ba của cô đi học tập cải tạo ở ngoài Hà Sơn Bình, thì gia đình của chú Sa Sa Sang này có đem vô thăm nuôi giùm, cho nên là ở trong này mình quen biết á, cũng như là cũng như người thân quen. Bây giờ mình Rồi. đi Mỹ này mấy chục năm rồi, mình muốn tìm. Gọi là ân nhân của gia đình, có ha thân nhân. Gần gần như vậy, rất quen. Chú Sang là anh của cô Mai. Chú Sang có đứa con trai tên Sáng ở Hà Sơn Bình, đó là chi tiết cô chỉ biết vậy thôi. Cô có biết họ tên của gia đình chú Sang đó không? Dạ Họ tên. không biết, lúc đó nhỏ quá cô không hiểu tới Không họ biết. gì. Chỉ biết tên thôi. Rồi còn cô Mai đó thì là có chồng con tên gì ngoài chú Sang và anh Sáng ra thì Lúc có cổ ai ở liên với quan? nhà cô là cổ chúc cổ ở nhà cô, cổ chưa, cổ còn gái còn nhỏ. Rồi, con hiểu rồi. Rồi, thì con chúc sức khỏe cô nha. Rồi có ai lên tiếng về hai trường hợp trên thì con báo cô hay. Dạ cảm ơn nha Tuấn, vậy rất là mừng á. Dạ từ nay liên lạc bằng cái này phải không? Rồi có gì con hay Ô liên quên, hệ qua đây. Tuấn Dĩ ơi, hôm qua Tuấn Dĩ có kết nối với cô trên Facebook không? Dạ không cô ạ. Coi Ồ chừng bị vậy là lừa nha chưa cô. thấy, vậy là cái website của Tuấn Dĩ bị rồi, bị nó đăng lên rồi nó kết nối, mà lúc đó là 2 giờ sáng ở bên Việt Nam. Cô mới nói ủa sao mà phép màu nào mà vậy, rồi cô cứ hỏi nói là vô đăng ký, mà cuối cùng không, cứ nói sao cứ đăng ký mà cô đâu biết cái đăng ký gì, cái cuối cùng cô mới nói trời ơi cô viết thôi nha. Người ta record cái voice của Tuấn Dĩ đó cho cô 3 lần, biểu bấm vô cô có viết cho cô là cô có nghe cái giọng của con không đồ, nhưng mà rồi cuối cùng á cô tức quá cô viết vậy nè: trời ơi tôi ở Mỹ muốn cái gì thì nói thẳng, cứ đăng ký tôi không biết. Cái là bắt đầu họ gửi qua, thì cô bấm lại biểu cô vô Vietcombank mở tài khoản 4 triệu. Tức là cô có lên cái clip á, cô muốn cho Tuấn Dĩ biết là người ta đã sử dụng như vậy đó. có nghĩa Cũng nên là là cô cũng hả? có nghĩa là người ta dùng một cái Facebook, người ta đã lấy tên của con, có nghĩa là Tuấn bị giỡn Không, đó cô. trong đó là Tuấn Dĩ luôn, cái Facebook đó cô rà y là Tuấn Dĩ hết.
vậy đó. Nhưng Dạ mà thì cô đương không có đánh vô cái gì. Dạ thì À, đương cô nhiên. phải tính vậy, cẩn thận nói với người ta đó, bởi Dạ nhưng dạ mà cái người này hình như không có chuyên nghiệp. Chứ nếu chuyên nghiệp đã cho cô một cái website gì cô vô đăng ký rồi, họ chỉ dùng cái tự đăng ký, mà cô bên đây cô đâu biết tài khoản là gì đâu mà cứ biểu cô, rồi cuối cùng cô nói vậy, rồi nói là gửi vô 4 triệu, mà hên sau này tính dữ bỏ lại liên lạc với cô, là từ nay cô biết vậy cô yên tâm rồi đó nha. Rồi Ok rồi con có cũng nhắc ở trên cộng đồng đó là con chỉ tiếp qua cái Zalo này thôi. Còn ở trên Facebook ai mà chủ động liên hệ với quý vị thì quý vị đừng có tin, bởi vì Tuấn Vĩ không có thời gian để mà liên hệ nhiều nơi như vậy. À, cho nên là nếu mà ai liên hệ bằng Facebook mà kêu đóng tiền này kia là cái đó là Tuấn Vĩ dởm đó. Chứ chương trình của Tuấn Vĩ thì không không có đóng phí hôm trước qua và cô sau có khi làm tìm một kiếm cái đâu clip con. á, cô kể lại câu chuyện, rồi cô cũng nói nếu mà Tuấn Dĩ biết á là người ta đã dùng cái Facebook đó, bởi vì cô có nói vậy nè, cô nói Tuấn Dĩ hình như là cũng người giàu có nổi tiếng, đâu có 2 giờ sáng mà đi liên lạc kết bạn với cô trên đó, là cô cũng đặt caption rồi đó. Còn một cái nghĩ khác là có thể Phật trời gì giúp cô tìm được gia đình, còn cô không nghĩ được vậy, cho nên cuối cùng là chuyện nó vậy đó. Vậy từ nay có gì thì tiếp tục cho cô hay trong cái liên lạc này nha Đúng đúng rồi chị. cô ạ. Dạ, con chúc sức Ok. khỏe cô nha. Dạ cảm ơn, thank Dạ you, dạ bye dạ bye. dạ 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 dạ. Trước tiên là em cho anh biết tên của em ha. Em tên giấy tờ là Trương Hoàng Nhân, À, Nhân sinh năm mấy em? 1997. Rồi, hôm nay Nhân kết nối là để kiếm ai em ạ? Kiếm mẹ ruột, nhưng mà À. cái tên khai sinh hồi xưa mẹ ruột đặt tên là Phạm Văn Bền. À, tên gốc của em là Phạm Văn Bền hả? Dạ đúng rồi. Ừ. Em có biết tên mẹ và năm sinh của mẹ không? Mẹ tên là Dương Thị Bích, sinh năm 1967. À, Dương Thị Bích sinh năm 1967. Và mẹ quê quán ở đâu em có biết không? Em coi trong giấy khai sanh là ở xã Lợi Hưng, sanh em ra trong bệnh viện Bình Long. À, Bình Long của Bình Phước em hả? Đúng rồi. À, rồi sau đó thì cái lý do như thế nào mà em với mẹ thất lạc nhau? Cái mẹ ruột, mẹ nuôi của là lúc lúc đó nghèo quá nên cho mẹ nuôi em. À, mẹ ruột nghèo quá nên cho mẹ nuôi hả? À, và đôi bên nhận con ở trong bệnh viện hay là nuôi em được bao lâu thì mẹ cho em? Em sinh ra em không như có vài ngày à. À, máy nó hơi tuột lên trời đấy em chúi cái đầu nó xuống chút xíu em, nó tuột lên trời á, chúi cái đầu máy đấy mà. Ừ, chúi cái đầu máy á. Vậy là sinh ra được chỉ có mấy ngày thôi là giao con ở trong bệnh viện hay sao? Cái câu chuyện mà Tại vì lúc mà mẹ nuôi của em á, đi lên bệnh viện Từ Dũ á, đi khám bệnh, rồi tình cờ mẹ em mới mẹ ruột là mới lại cho mẹ nuôi em. à, tức là giao con ở ở bệnh viện Từ Dũ hả? Đúng rồi. À, tức là sinh em ra thì sinh ở ở trên Bình Phước, nhưng mà rồi đưa em đi khám bệnh ở bệnh viện Từ Dũ rồi cho em ở tại bệnh viện Từ Dũ. Đúng rồi. Vậy ha. Vậy rồi vậy là vậy cũng cái sự tình cờ rồi đôi bên biết nhau rồi cho con ở đó hả? À, cũng như cho đại vậy á, tại vì hồi lúc mà mẹ ruột nghèo khổ quá rồi cho mẹ nuôi em, rồi mẹ nuôi cái đầu mẹ ruột em mới đưa cho mẹ em là một cái tờ giấy khai sinh thôi, ngoài ra là không có địa chỉ, không có gì hết. Vậy vậy cái lúc mà ở bệnh viện Từ Dũ đó thì em được bao nhiêu ngày mà lại có giấy khai sinh được ha? Em nói nếu mà chỉ có mấy ngày thì làm sao kịp làm giấy khai sinh ta? Em không có hỏi đó, tại vì hồi lúc mà mẹ nuôi em kể là gặp tự nhiên rồi mẹ ruột em đem cho em không à. Rồi kèm theo cái giấy khai sinh đó. Dạ đúng rồi. Vậy là bây giờ chỉ dựa trên cái tên của mẹ ở trên giấy khai sinh là Dương Thị Bích thôi ha. Sinh năm À, tên cha là 1967. Phạm Văn cái gì Phạm Phạm
Phạm Văn Sang. Ủa có tên cha nữa hả? Có tên cha là Phạm Văn Sang. À có biết sinh năm nào không? Không, tại vì trên cây xanh nó không có để năm sanh của cha, có để năm sanh của mẹ với tuổi không ạ. À? Có đề cái ngày sinh không hay là chỉ có năm không thôi? Có ngày sanh là ngày 26 tháng 3 1997. À của mẹ đó, ý là Của mẹ không, của mẹ là chỉ để tuổi thôi, tại vì em lấy cái để trong cái giấy khai sinh là 30 tuổi thôi. 30 tuổi vào thời thời đó, vào năm 97 là 30 tuổi. Rồi ok em. Rồi cũng không biết quê quán này cái của mẹ ở đâu mà chỉ biết là cho ở bệnh viện Từ Dũ ha. À, tại vì em coi cái giấy khai sinh là ở xã Lợi Hưng, mà em search lên Google là em cũng không biết tỉnh nào, nhưng mà search Google là nó để là Bình Long, Phước, hồi xưa có xã Lợi Hưng. À vậy là em search trên Google thôi chứ ở trong giấy khai sinh là không có phải là đề Bình Long Bình Phước mà em chỉ là phỏng đoán thôi. Cái mộc của bệnh viện á, đóng vô là để Bình Long. Rồi căn cứ vào cái mộc đó. Rồi vậy thì anh nghĩ là có khả năng là mẹ ba mẹ em quê ở trên đó, bởi vì là quê trên đó thì mới sinh ở đó chứ còn còn thời điểm đó là gia đình ở đó em ha, nghi ngờ như vậy ha. Rồi mẹ là Dương Thị Bích còn cha là Phạm Văn Sang. Đúng rồi. Rồi mẹ nuôi của em tên gì? Mẹ nuôi em là tên là Võ Thị Kim Hoa. À Võ Thị Kim Hoa. Rồi vào thời điểm đó thì nhà mẹ nuôi ở đâu? Mẹ nuôi em ở Bến Tre. À rồi ok em. Rồi cũng hy vọng rằng đó là lúc đó là đôi bên có hỏi thăm nhau, ví dụ như là hỏi là nhà mẹ nuôi ở đâu rồi nói ở Bến Tre này kia, thì bây giờ nghe được câu chuyện này thì đôi bên cũng dễ nhận diện ra. Anh thấy có tên Không, cha tên tại vì mẹ ruột em, mẹ nuôi em có kể là lúc hồi cho em á, là chỉ có đưa giấy khai sinh, xong rồi mẹ nuôi em mới cho một số cũng như cho như là chiếc nhẫn hai chỉ để cho mẹ ruột em á, rồi xong rồi không có cho liên lạc, tại hồi xưa là không có điện thoại, rồi không có ấy, đâu có biết liên lạc. Rồi vậy là có cho hai chị vàng. Vậy là chắc là ba mẹ ruột của em chắc là thời điểm đó chắc cũng khó khăn, cộng thêm đó nữa là chắc là em rồi bệnh tật này kia rồi không có điều kiện để nuôi rồi cho ở tại bệnh viện Từ Dũ luôn ha, phỏng đoán như vậy. Rồi ok em, anh đã nắm được cái thông tin rồi, thì cũng mong ở trong cộng đồng có ai biết được là mẹ em là Dương Thị Bích và có người chồng tên là Phạm Văn Sang, thì mong là gia đình nghe được câu chuyện này, để có ai lên tiếng thì anh báo cho em hay. Cảm ơn. Mong quý ông bà cô bác thì giúp giùm mẹ con, cái hai mẹ con tụ thì có gì xin hậu tạ vừa trình cho bác. Ok em. Rồi rồi có ai lên tiếng thì anh báo em hay nha. Chào em nha. Bye bye em. Dạ ba.